Tối đi uống luôn. Máu cái hết Trung Lương. Phan Châu chấp Thánh Tông. 8 điểm. Số 0. 8-0. 8-1. Ừ. Một pha dứt bóng tốt của Thánh Tông. 9-1. Ô, một pha vé rất hay, tuy nhiên bóng đi ra ngoài. Điểm 29. Bóng ra ngoài. 20, đội bóng 12. Ăn một được. Đúng rồi, đắp. Máy rớt này. 13. Đây. 14-40. Ừ. 50. 60. 16. 11-6. Sạc đầu thứ nhất kết thúc với tỷ số 11-6 nghiêng về vận động viên Thánh Tông. Phan Châu giao bóng. 08. Dứt bóng tốt, điểm 1-8. Đây. 8-2. Một pha dứt bóng tốt của Phan Châu. 8-3. Đúng rồi, một pha bóng may mắn của Phan Châu. 8-4-8. 5-8. Dứt. Tám bảy. Tám đều. Chín tám. Chín đều. Chín mươi. Một pha ra vé tốt của Phan Châu. Sạc đồ thứ ba bắt đầu. Sạc đồ thứ ba bắt đầu. Tám một. Bắt. Tốt. Một pha bắt bóng tốt. Bắt hay thật đấy. 29. Cứ hạ người xuống một tí bắt. Nhẹ thôi. 93 quả mình. 94. Ôi. 40. 16. Bắt. 17. Giao ra. Chỉnh chu lại. 18. 80. Kết thúc trận đấu thứ 3 với tỷ số 11-8 nghiêng về Thánh Tông. Tỷ số bây giờ 21 nghiêng về Thánh Tông. 08. Xoay người. 18. Ôi. Dứt điểm đấy. 39 à 48. Hay quá, một pha bật bóng hay. Một pha dứt bóng lên bàn rất hay của Thánh Tông. 94. 96. 79.
Kết thúc trận đấu thứ tư với tỷ số 11-9 nghiêng về Phan Châu, tỷ số bây giờ 2-2. Trận đấu thứ năm chung kết. Hai tám ba tám bốn tám tám bốn tám năm tám sáu bảy bảy tám tám đều tám chín kết thúc trận đấu, đề nghị hai cầu thủ bắt tay.